Như đã biết, trận động đất mạnh 7 độ Richter đã xảy ra mới đây ở Maroc. Tâm chấn nằm ở vùng núi Hải Atlas, cạnh thành phố du lịch nổi tiếng Marrakech khoảng 72 km về phía tây nam. Trận động đất mạnh ngang 25 bom nguyên tử khiến cho hơn 2.000 người chết và hàng nghìn người khác bị thương. Đây được đánh giá là trận động đất mạnh nhất hàng chục năm qua ở quốc gia châu Phi. Ngay sau khi xảy ra trận động đất, ngôi sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo, người có khách sạn ở Marrakech, đã có những động thái tích cực và khẩn trương để giúp đỡ các nạn nhân. Nói rõ thêm, khách sạn Pestana CR7 Marrakech của tiền đạo hiện tại đang khoác áo câu lạc bộ Al Nass có tổng cộng 175 phòng với diện tích rất rộng rãi và đầy đủ tiện nghi, có lối trang trí độc đáo dựa theo kiến trúc của Maroc. Theo tờ Daily Mail, cựu ngôi sao mù đã quyết định trưng dụng phần lớn các phòng tại khách sạn này thành nơi ở tạm thời cho các nạn nhân từ trận động đất kinh hoàng xảy đến. Không chỉ cung cấp chỗ ở miễn phí, nhân viên khách sạn Pestana CR7 Marrakech còn cung cấp đồ ăn thức uống cũng như một số đồ nhu yếu phẩm cần thiết. Theo lời chia sẻ từ các nạn nhân, họ cảm thấy may mắn và hạnh phúc vô cùng khi nhận được sự giúp đỡ thiết thực từ Ronaldo. Nếu bạn nói rằng đây chẳng qua chỉ là một hành động từ thiện bình thường vì quá nhiều lần CR7 làm thế trong quá khứ, thì hãy lưu ý rằng đây là Maroc, đất nước đã chấm dứt giấc mơ vô địch World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của tiền đạo sinh năm 1985. Đặc biệt, sau trận đấu khiến nước mắt Ronaldo tuôn rơi ấy, nhiều cổ động viên Maroc đã xúc phạm, mỉa mai anh. Nếu để bụng, có lẽ Ronaldo đã không mở cửa cho dân thường vào tị nạn. Mặc dù vậy, cựu tiền đạo Real Madrid có thể hay tạo ra nhiều vấn đề khi đối xử với đồng đội và câu lạc bộ của mình, nhưng ngoài đời, anh có một nhân cách vàng. Giữa đại dịch Covid-19 bùng phát hồi đầu năm 2020 trên khắp châu Âu, Ronaldo đã dẫn đầu nhóm các cầu thủ Juventus chủ động không nhận lương. Ronaldo và các đồng đội không nhận lương vào các tháng 3, 4, 5 và 6. Bản thân anh mất khoảng 10 triệu euro trong thu nhập 31 triệu euro mỗi năm, còn Juventus tiết kiệm được 91 triệu euro. Phải biết rằng, ở thời điểm ấy, Messi và các trụ cột Barca tranh cãi gay gắt với ban lãnh đạo về việc giảm lương một phần. Khi bóng đá tạm dừng ở châu Âu, Ronaldo cùng người đại diện Jorge Mendes quyên góp được hơn 1 triệu euro cho các hoạt động ngăn chặn Covid-19. Đặc biệt là sự hỗ trợ về mặt y tế, vốn bị quá tải vì virus corona bùng phát mạnh. Daniel Ferro, chủ tịch bệnh viện Santa Maria của Lisbon, rất cảm kích hành động đẹp của Ronaldo khi đã tặng các thiết bị chăm sóc y tế đặc biệt cho các bệnh nhân nguy kịch, từ máy quạt, màn hình, máy bơm, giường cho đến máy thở. Đồng đội Bernardo Silva của Ronaldo trong báo tuyển quốc gia tiết lộ, anh đã yêu cầu đội tuyển Bồ Đào Nha quyên góp 50% tiền thưởng ở vòng loại Euro 2020 để giúp nhiều nơi phòng chống dịch. Silva đang chơi cho Manchester City cho biết, anh ấy đưa ra ý tưởng quyên góp một phần tiền thưởng và chúng tôi đều hưởng ứng hành động đẹp của Ronaldo. Năm 2011, Ronaldo nhận chiếc giày vàng châu Âu sau thành tích ghi 40 bàn thắng dưới thời Jose Mourinho, mặc dù Real Madrid chỉ về nhì tại La Liga và bị rơi khỏi bán kết Champions League. Thay vì giữ giải thưởng trong vòng chiến lợi phẩm, anh đã chọn cách bán nó để làm từ thiện. Chiếc giày đã được bán đấu giá và thu về 1,2 triệu bảng dành cho việc xây dựng một trường học ở Gaza bị chiến tranh tàn phá. Ronaldo đã lặp lại cử chỉ cao đẹp này vào năm 2017 khi bán chiếc cúp dành cho cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong một cuộc đấu giá từ thiện tại London. Chiếc cúp của Ronaldo được bán trong buổi dạ tiệc đã kiếm được 530.000 bảng gây quỹ cho tổ chức Make a Wish, nơi trao những điều ước cho những trẻ em bị đe dọa đến tính mạng và bệnh nan y. Chân sút của tuyển Bồ Đào Nha hiện là đại sứ của ba tổ chức từ thiện lớn là Save the Children, UNICEF và World Vision. Trong bài phát biểu cảm tưởng về quả bóng vàng 2014, Ronaldo rất khéo léo đề cập đến sự khó khăn của một nhóm trẻ em mà anh gặp mắc bệnh bạch cầu đã tranh thủ sự quyên góp. Siêu sao hàng đầu làng bóng đá thế giới cũng rất hào phóng với các công tác thiện nguyện khi kiếm được tiền từ những màn trình diễn đặc biệt trên sân. Năm 2013, anh có tên trong đội hình xuất sắc UEFA của năm với khoản tiền thưởng 100.000 bảng và tặng ngay cho hội chữ thập đỏ. Một năm sau, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã dẫn dắt Real Madrid giành được thắng lợi thứ 10 tại Champions League của họ và nhận khoản tiền thưởng 450.000 bảng từ câu lạc bộ. Nhưng Ronaldo một lần nữa quyết định chia sẻ khoản tiền thưởng này cho ba tổ chức từ thiện mà anh đại sứ. Có một điều thú vị của người đàn ông vĩ đại này không chìm lẫn trong thói quen của nhiều đồng nghiệp đá bóng là không có hình xăm cơ thể. Những người có hình xăm có thể hiến máu nhưng không thể làm điều đó ngay lập tức để giảm nguy cơ nhiễm trùng. Đấy cũng là lý do Ronaldo thường xuyên hiến máu nhân đạo và đã tham gia vào nhiều chiến dịch khuyến khích người khác làm điều tương tự. Ronaldo chia sẻ, tất cả chúng ta đều có thể tạo ra sự khác biệt cho thế giới bằng cách hiến máu. Mỗi lần hiến máu sẽ mang lại lợi ích cho cộng đồng trong các tình huống khẩn cấp và điều trị y tế lâu dài. Tôi hiểu tầm quan trọng của việc hiến máu và nhiệt tình tham gia lẫn khuyến khích mọi người trên khắp thế giới hiến máu cứu người. Ít người biết Ronaldo cũng từng hiến tủy xương sau khi biết một đồng đội cũ, Carlos Martin, có một cậu con trai bị bệnh về tủy xương. Ronaldo sau khi hiến tặng đã tiết lộ, điều mà nhiều người nghĩ là khó thực hiện nhưng tôi thấy không khác gì hiến máu và không đau. Hồi năm 2015, Ronaldo quyên góp một số tiền khổng lồ cứu trợ cho nạn nhân bị động đất ở Nepal. Thảm họa thiên nhiên đã giết chết 9.000 người, làm bị thương 22.000 người
và gây thiệt hại không kể xiết cho đất nước. Ronaldo đã chi 5 triệu bảng để giúp quỹ cứu trợ thảm họa cho trẻ em. Cũng trong năm 2015, một vụ đánh bom tự sát ở thủ đô Beirut của Liban đã khiến 40 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương. Trong đó, cô bé 3 tuổi Haida Mustafa đã chịu nỗi đau lớn khi mất cả cha lẫn mẹ trong vụ khủng bố này. Bản thân Haida Mustafa cũng bị thương và được chuyển đến bệnh viện gần đó. Xúc động trước tình cảnh của cô bé, nữ phóng viên Rana Habi đã chia sẻ câu chuyện của Haida Mustafa lên mạng xã hội Twitter, đồng thời kêu gọi tiền đạo Ronaldo gặp gỡ em bé bất hạnh. Rana Habi viết, ai có thể giúp bé Haida Mustafa vừa có cha mẹ qua đời sau vụ khủng bố ở Beirut gặp gỡ Ronaldo được không? Ngay lập tức, thông điệp trên đã tới được siêu sao người Bồ Đào Nha. Ronaldo đã chủ động hỏi han Rana Habi về tình hình của cô bé và hứa sẽ sắp xếp một cuộc gặp gỡ với bé Haida Mustafa. Nữ phóng viên Rana Habi đã không giấu được niềm xúc động sau khi nhận được sự quan tâm của CR7. Cô chia sẻ, chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả nổi đâu. Không thể tin được cô bé Haida Mustafa sắp được gặp Cristiano Ronaldo. Đừng bao giờ coi thường sức mạnh của một dòng tweet. Ngày 4 tháng 4 năm 2017, tại nhà hát Hoàng gia Real, thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, Ronaldo đã được tôn vinh tại chương trình The Global Gift Gala với giải thưởng bạc ái bởi những đóng góp của anh trong công tác thiện nguyện. Đây là sự kiện tổ chức thường niên tại một số thành phố lớn trên thế giới nhằm vinh danh những người có đóng góp đáng kể trong những hoạt động vì cộng đồng. Có thể thấy, Ronaldo là một cầu thủ gây tranh cãi nhất hành tinh. Thậm chí, bạn hoàn toàn có thể nói CR7 là một trong những cầu thủ bị nhiều người ghét nhất lịch sử bóng đá. Nhưng sau tất cả, chúng ta không thể phủ nhận rằng anh là một người đàn ông có tấm lòng dễ rung cảm trước hoàn cảnh khổ đau của người nghèo.